Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Đông nha. Sẽ có một số hoa giấy combo mini cho quý cô chú anh chị em mình sưu tầm ha. Rồi anh chào Đông. Rồi chào anh Thái nha, chào cô chú anh chị nha. Lời nói đầu tiên cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã ủng hộ em cái clip vừa rồi nha cô chú anh chị. Nó thì hôm nay thì cũng lên một số cây hoa đang rực hoa luôn nha cô chú anh chị. Nó về cho cô chú anh chị mình trưng mình chơi Tết nha. Rồi mong cô chú anh chị sẽ xem và ủng hộ cái clip này của em nha cô chú anh chị. Rồi thì địa chỉ của vườn em là Tăng Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp nha. Thì số điện thoại cũng như số Zalo của em là 0784 694 419. Rồi thì để không mất thời gian của cô chú anh chị thì em lên cặp thứ nhất nha cô chú anh chị. Là một cặp hồng lửa nha. Nó đang phun hoa luôn cô chú anh chị ơi. Rồi cây này em đo được chiều cao là 1m15. Tán ngang nó là 90. Hoành 10 nha cô chú anh chị. Này em lên cặp trước nha. Đó, cây thứ nhất. Rồi tiếp theo cây thứ hai. Đó. Ờ, cái này em đo được chiều cao là 95. Tán ngang nó là 70. Hoành 8 nha cô chú anh chị. Nó một cặp hai cây. Mã thứ nhất. Đó, em xin giao lưu là 250.000 nha cô chú anh chị. 250.000 cho hai cây hồng lửa. Mã thứ nhất luôn. Rồi, tiếp theo mã thứ hai. Mã thứ hai là một cặp cam kim cương nha cô chú anh chị. Đó, đang lên hoa. Dòng này là chậu mini nha quý anh chị. Cam kim cương. Rồi cái này em đo được chiều cao là 55, tán ngang nó là 45. Hoành là 8 nha quý anh chị. Rồi cái bên đây em đo được chiều cao là 65, tán ngang nó là 40. Hoành là hoành 10 nha quý anh chị. Đó, một cặp cam kim cương mini nha quý anh chị. Đó thì cặp số 2 này em xin giao lưu là 200.000 nha quý anh chị. Nó bên em là bao sóng bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Nó khi ship đi thì có thể rụng hoa rụng lá nha cô chú anh chị. Nó về mình cắt tàn mình chơi Tết là được nha. Mã số 2. Rồi tiếp theo mã số 3. Nó mã số 3 là một cặp nhiều màu Thái nha cô chú anh chị. Đó, nhiều màu Thái. Nói chung là ba màu bốn màu nha cô chú anh chị nè, như màu trắng nè, màu vàng nè. Bên đây là màu cam nè cô chú anh chị. Ở bên đây màu hồng. Đó, 3 4 màu không nha cô chú anh chị. Rồi cái này em đo được chiều cao là 70. Tán ngang nó là 80. Hoành là hoành 7 nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo cây thứ hai. Rồi cái này em đo được chiều cao là 75. Tán ngang nó là 90. Hoành là hoành 7 luôn nha cô chú anh chị. Nó bên đây thì màu hồng, màu đỏ, màu cam và màu vàng nha cô chú anh chị. Bốn màu. Rồi thì một cặp này em xin giao lưu là 240.000 nha cô chú anh chị. 240.000 cho hai cây. Mã số 3. Rồi tiếp theo mã số 4. Mã số 4 là một cặp nhiều màu nha quý anh chị. Nó nhiều màu. Cái này thì lên 3 màu nha quý anh chị. Gồm dưa hấu nè, tím bướm nè. Là thái cam. 3 màu. Rồi cái này em đo được chiều cao là 75. Tán ngang nó là 45. Hoành là 12 nha quý anh chị. Rồi tiếp theo cây thứ hai. Này cây thứ hai là cũng ba màu luôn. Là thái cam nè, hồng găng nè, là tím tiết nè. Hồng lửa nữa. Hồng lửa. Dạ. Rồi cây này em đo được chiều cao là 70. Tán ngang nó là 65. Hoành là hoành 10 nha quý anh chị. Nó một cặp hai cây. Nhiều màu. Mã số 4. Cặp này em xin giao lưu là 270.000 nha quý anh chị. 270.000 cho cặp mã số 4. Nhiều màu. Rồi tiếp theo cặp thứ 5. Cặp thứ 5 là một cặp hồng găng nha cô chú anh chị. Một cặp hồng găng. Bông rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó, cây thứ nhất. Em đo chiều cao là 1m. Tán ngang nó là 70. Là hoành hoành 10 nha cô chú anh chị. Đó, tiếp theo cây thứ hai. Đó, vẫn là hồng găng luôn. Rồi cây này em đo được chiều cao là 95. Tán ngang nó là 65. Hoành là hoành 10 nha cô chú anh chị. Nó một cặp hồng găng mã số 5. Em xin giao lưu là 270.000 nha cô chú anh chị. 270.000 cho cặp hồng găng. Đó, một cặp rất là cao đẹp luôn nha cô chú anh chị. Mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6.
Nó mã số 6 là một cây đỏ lửa và một cây này cam lửa nha quý anh chị. Nó một cây đỏ và một cây cam. Rồi cây cam lửa em đo được chiều cao là 90. Tán ngăn là 60. Quanh 10. Rồi tiếp theo cây đỏ lửa nha quý anh chị. Rồi cây này em đo được chiều cao là 80. Tán ngăn nó là 65. Hoặc là quanh 11 nha quý anh chị. Nó một cặp cam lửa và đỏ lửa này em xin Zalo là 250.000. Bao sống bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Nó mã số 6 nha cô chú anh chị. Mã số 6. Rồi tiếp theo mã số 7. Đó, mã số 7 vẫn là một cặp hồng găng luôn. Đang phun hoa luôn cô chú anh chị. Mã số 7. Rồi cây thứ nhất em đo được chiều cao nó là 95. Tán ngang nó là 55. Hoặc là hoành 12. Rồi tiếp theo cây thứ hai. Cây thứ hai này em đo được chiều cao nó là 80. Tán ngang nó là 60. Hoành là hoành 7 nha các anh chị. Đó, một cây hồng găng mã số 7, một cặp. Đó, em xin Zalo là 270.000 nha các anh chị. Cho cặp mã số 7. Rất là đẹp luôn. Tiếp theo mã số 8. Đó, mã số 8 là một cây cũng nhiều màu nha quý anh chị. Đó, bên đây thì em ghép hồng găng và cam lửa. Còn bên đây là cam kim cương với cành vàng lá ngọc luôn nha cô chú anh chị. Nó một cây đỏ với anh em. Dạ. Khi mà rét ta. Mà rét. Rồi cây thứ nhất này em đo được chiều cao là 75. Tán ngang nó là 55. Hoành là hoành 8 nha quý anh chị. Đó, tiếp theo cây thứ hai. Cây thứ hai em đo được chiều cao nó là 85. Tán ngang nó là 45. Hoành 7 nha quý anh chị. Nó một cặp hai cây. Đó, cặp này em xin Zalo là 220.000 nha quý anh chị. Cho cặp mã số 8 luôn. 220.000. Rồi tiếp theo cặp thứ 9. Nó là một cặp hồng găng nha quý anh chị. Đó, bên đây là phớt hồng Sakura với hồng găng. Rồi cái này em đo được chiều cao là 85. Tán ngang nó là 80. Hoành là hoành 11 nha quý anh chị. Rồi tiếp theo cái thứ hai. Cái thứ hai em đo được chiều cao là 85. Tán ngang nó là 85. Hoành 8 nha quý anh chị. Nó cặp hồng găng mã số 9. Em xin Zalo là 260.000. 260.000 cho cặp hồng găng mã số 9 nha. Rất là đẹp luôn của chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo mã số 10. Nó mã số 10 là một cặp nhiều màu luôn nha quý anh chị. Đó, mã số 10. Cây này vừa hấu, cam lửa, dạ. Rất đi xa, hồng găng, hồng găng, dạ. 4 màu. 4 màu. Rồi cây này em đo được chiều cao nó là 70. Tán ngang nó là 80. Hoành là hoành 9 nha cô chú anh chị. Để sổ cũng cao luôn nha cô chú anh chị. Đó, cây bên đây thì 3 màu. Gồm đỏ lửa nè, tím bướm và hồng găng. Rồi cây này em đo được chiều cao là 75. Tán ngang nó là 70. Hoành là hoành 11 luôn nha cô chú anh chị. Đó, đế thì lắc lượng rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó, một cặp nhiều màu. Đó, em xin Zalo là 300.000, mã số 10. Rồi tiếp theo là mã số 11 nha quý anh chị. Nó gồm hai cây Ấn Độ luôn, tiểu Ấn Độ. Nó đang lên hoa rất là đẹp luôn của chú anh chị ơi. Rồi cây thứ nhất này em đo được chiều cao là 1m05. Tán ngang nó là 55. Hoành 10 nha quý anh chị. Rồi tiếp theo cây thứ hai. Rồi cây này em đo được chiều cao là 85. Tán ngang là 50. Hoặc là hoành 10 luôn nha quý anh chị. Nó một cặp hai cây tiểu Ấn Độ. Em xin Zalo là 260.000 nha quý anh chị. Mã số 11. Dạ, mã số 11. Đó, hai cây 260.000. Rồi tiếp theo là em lên một số cây lẻ nha quý anh chị. Tiếp theo mã số 12 là một cây Red Pizza. Hoa rất đẹp quý anh chị. Dạ. Rồi cái này em đo được chiều cao là 90. Tán ngang nó là 95.
hoặc là hoành 21 luôn nha cô chú anh chị. Nó rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 12. Đó. Mã số 12. Rồi cây này xin giao luôn là 370.000 nha cô chú anh chị. 370.000 cho cây Red Pizza. Mã số 12. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo mã số 13. 13 là một cây ba màu lửa nha cô chú anh chị. Một cốt luôn. Còn cái em đo được chiều cao là 1,5 m nha cô chú anh chị. Tán ngang là 90. Hoành là hoành 12 nha cô chú anh chị. Đế rất là quái luôn anh chị em. Dạ, đế rất là quái luôn. Một cốt lên cây này về mà mình để cổng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Ba màu lửa luôn. Đó, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi thì mã số 12 này em xin giao lưu là 350.000 nha cô chú anh chị. 350.000 cho cây mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13. 13 là một cây nhiều màu nha quý anh chị. Đó. Một cây nhiều màu gồm có tím tuyết nè. Dạ. Tím tuyết nè quý anh chị em, hồng gân, đỏ lửa, tím mã lai, cam lửa. Dạ. Rồi cây này em đã được chiều cao là 95. Tán ngang là 80. Cây 5-6 màu quý anh chị em. Hoành là hoành 14 nha quý anh chị. Đó thì cây mã số 14 nha quý anh chị. Một cây nhiều màu. Đó, 5-6 màu luôn của chú anh chị ơi. Rồi cái này em xin giao lưu là giá là 280.000 nha quý anh chị. 280.000 cho một cây nhiều màu luôn. Đó, đang lên hoa nha quý anh chị. Mã số 14. Rồi tiếp theo mã số 15. Đó, mã số 15 là một cây gồm 3 màu. Gồm đỏ lửa, tím bướm và hồng gân nha quý anh chị. 3 màu. Ở cái em đo được chiều cao là 1 m, tán ngang nó là 65. Hoành là hoành 19 nha quý anh chị. Đó. Một cây mã số 15, 3 màu. Nó đế sổ cũng rất là đẹp luôn quý anh chị ơi. Đó. Rồi cái này em xin giao lưu là giá là 330.000 nha quý anh chị. 330.000 cho cây mã số 15. Rồi tiếp theo mã số 16. À, tiếp tục là một cây Red Pizza luôn. Mã số 16. Rồi cây này em đo được chiều cao nó là 95. Tán ngang nó là 85. Hoành là hoành 25 luôn nha cô chú anh chị. Cây này bự nha. Cây này em có ghép chung với dưa hấu nữa nha cô chú anh chị. Dưa hấu với Red Pizza. Đó, cây rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó. Rồi cây này em xin giao lưu là giá là 400.000 nha cô chú anh chị. 400.000 cho cây Red Pizza mã số 16 nha. Mã số 16. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo mã số 17. Đó, 17 là một cây ngũ sắc thái 5 màu nha quý anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi cái em đo được chiều cao là 1,1 m. Tán ngang nó là 80. Hoành là hoành 20 nha quý anh chị. Đó, một cây ngũ sắc thái rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Gồm có màu đỏ, màu vàng, màu cam, màu trắng phớt hồng và màu hồng của anh chị em. Dạ, đang búp rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị. Đó rồi thì cây mã số 17 này em xin giao lưu là giá là 380.000 nha cô chú anh chị. 380.000 cho cây mã số 17. Rồi tiếp theo mã số 18. 18 là một cây này ba màu lửa nha quý anh chị. Đỏ lửa, cam lửa và ruby tím lửa. Dạ. Rồi cây em đo được chiều cao là 1,2 m. Tán ngang nó là 90. Hoành là hoành 13 nha quý anh chị. Nó một cây ba màu lửa mã số 18 nha. Rồi thì cây này em xin giao lưu là giá là 300.000. 300.000 cho cây mã số 18. Rồi tiếp theo mã số 19. Mã 19 là một cây này gồm 4 màu nha quý anh chị. Gồm 4 màu. Cây này thiếu màu trắng của chú anh chị ơi. Lúc ghép đủ mà giờ nó ra có 4 màu của chú anh chị ơi. Đó. Ok. Cái này em đo được chiều cao là 1,3 m. Tán ngang là 1 m nha cô chú anh chị. Hoành là hoành 21 luôn. Nó cây này thiếu màu trắng nha cô chú anh chị. Tứ sắc à. Dạ, gồm hồng nè, hồng sen nè, vàng, cam và đỏ nha cô chú anh chị. Nó 4 màu.
Đó, rồi cái này em xin giao lưu là giá là 350.000 nha các anh chị. 350.000 cho cây 4 màu. Rất là đẹp luôn của chú anh chị. Mã số 19. Rồi tiếp theo mã số 20. Đó là cây cuối cùng ngày hôm nay nha của chú anh chị. Cái nó này gồm có hồng gân nè quý anh chị em. Dạ. Hồng gân, Kajata, Kajata và trắng tuyết. Dạ, trắng tuyết, ba màu. Rồi cái này em đo được chiều cao là 90. Tán ngang là 65. Hoành là hoành 8 nha cô chú anh chị. Đó, cây ba màu. Rồi thì cây này em xin giao lưu là giá là 230.000 cho cây mã số 20 nha. Rồi thì đây cũng là cây cuối clip nha. Em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã dành thời gian xem clip của em và cái kênh của anh Thái nha. Rồi thì em cảm ơn cô chú anh chị ạ. Rồi hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn nha.